Dạ vâng, em Phượng xin kính chào toàn thể bác anh chị nhá. Chào mừng bác anh chị đang xem video trên kênh YouTube của em ạ. Vâng, video này thì em Phượng lại lên báo giá nhanh về một số mẫu nồi tại kho nhà em. Thì bác anh chị có nhu cầu mua mẫu nồi nào thì trực tiếp liên hệ qua số điện thoại của em là 0334300810 ạ. Kết bạn qua Zalo với em cũng là số 0334300810 ạ. Dạ vâng, kho nhà em thì rất là nhiều mẫu, dao động thì giá từ 700-800k trở lên tới 3 triệu đồng. Thì bác anh chị có nhu cầu mua mẫu nào nó phù hợp với tài chính nhà mình, trong những video em lên mình chưa ưng thì mình cứ trực tiếp kết bạn qua Zalo với em sẽ báo giá, tư vấn thêm về những mẫu khác tại kho nhà em ạ. Vâng, mẫu đầu tiên của buổi video hôm nay thì em lên cho các anh chị một em Tiger nha, một em Tiger dung tích 1 lít ạ. Nồi Nhật thì sử dụng điện zin 110V nha các anh chị nhá. Đấy ạ. Màu em Tiger màu trắng tinh khôi, khá là xuất sắc. Em hàng này là hàng cấp nách, hàng không qua cho em nhé. Dòng Tiger áp suất 2B, cao tần áp suất 2B, có thêm chế độ nấu cơm trái cho em nhé. Áp suất thì thường là nấu cơm chín kỹ, chín nhừ, hầm xương, hầm cháo, nhanh nhừ nhá. Nếu bác mà thích dòng áp suất hầm nhanh nhừ thì mình có thể là lấy áp suất cho em. Hoặc là các anh chị lấy Tiger thì Tiger của cơm cũng khá là ngon rồi. Và em sẽ lấy lồng nồi bên trong cho các anh chị xem này. Đây ạ, lồng nồi bên trong cho em khá là xuất sắc nha anh chị ơi, quá là xuất sắc ạ. Một em Tiger làm hai tay tích nhiệt chống nóng ấy, khi mình bê cơm ra nó không bị nóng nhá, nó không làm nóng đó. Phần màu bên ngoài cho em đẹp các anh chị nhá, phần màu bên ngoài cho em này dày dặn nhá, xoang rất là dày dặn cho em, xoang khá là dày dặn cho em nhá. Mâm từ bên trong thì ok cho em nhé các anh chị. Màu em áp suất 2B. Đấy, dung tích 1 lít cho em các anh chị nhé. Xoang mềm mại dẻo dai này, xoang rất mềm mại dẻo dai cho em này. Đấy, màu em Tiger áp suất 2B cho em nhé. Đó, xuất sắc. Dòng này thì xoang này thì nấu cơm khá là ngon, cực kỳ là ngon các anh chị nhé. Khá là xuất sắc cho em. Một em Tiger mẫu 01 hôm nay nhé, mẫu 01 của buổi video hôm nay thì em Phượng đang có giá cho các anh chị là 2.700.000 đồng, em bao ship nhé. 2.700.000 một em Tiger, có giá 2.700.000 em bao ship nhé. Thì các anh chị ưng mẫu nào thì mình cố gắng chụp lại màn hình giúp em gửi qua Zalo nhé, và ưng mẫu mã nào thì mình chốt luôn vào ngay cho em thì chọn được mẫu đẹp cho em nhé. 2.700.000 bao ship một em Tiger như thế này, dùng tích 1 lít cho em ạ. Mẫu 01 buổi video hôm nay em Phượng xin phép được qua mẫu ạ. Em lên cho các anh chị một em mẫu 03, mẫu 02, em xin lỗi, mẫu 02 của một em Joji Joshi, dung tích 1 lít cho em, cao tần 1 lít, đá 2018 cho em nha các anh chị. Đấy. Joji Joshi là dòng vua của nồi cơm, dòng có thương hiệu tại Nhật, cơm rất là ngon, cơm lành tính cho em nhá, ít khi xảy ra lỗi các anh chị ạ. Dòng này thì độ bền siêu bền cho em nhá, quá là bền. Đấy, cực kỳ là bền. Đạt 2018 cho chế độ nấu cơm thì nhà em đã dịch sang tiếng Việt toàn bộ cho anh chị này. Nấu cơm gạo trắng, cơm ngon, cơm cứng, cơm mềm, nấu nhanh, nấu sôi, gạo lứt, nấu cháo cho em đều được nhá. Đó, mình muốn ăn mẫu cơm nào thì mình lựa chọn mẫu cơm đó cho em, một chiếc nồi Nhật đa năng. Đấy, nấu cơm hầm xương, hầm cháo rất là xuất sắc. Dung tích thì 1 lít cho em thì mình nấu được 1kg gạo đổ xuống nhá. Hàng nhà em thì có bảo hành hàng cho các anh chị tháng đầu 1 đổi 1 nha. Tiếp tục thì nhà em sẽ đồng hành kỹ thuật nồi trọn đời cho các bác anh chị. Đó, lòng bên trong đẹp cho em nhé. Chỉ có vết thần môi thì hàng đã qua sử dụng rồi các bác anh chị nhé. Đó, khá là xuất sắc cho em ạ. Khi các anh chị chốt hàng về nó sử dụng tháng đầu có vấn đề gì thì sẽ quay đầu hàng về nhà em bảo hành. Nếu không ok thì nhà em sẽ đổi sang mẫu khác cho các bác anh chị nhé. Đó. Mâm từ bên trong ok cho em ạ. Không bỏ vết xước cho em các anh chị nhé. Quá xuất sắc. Lắp phung inox hay mặt sáng cho em, giòn xanh đẹp cho em anh chị nhé, giòn xanh đẹp cho em này. Đó. Màu em Joji Joshi dung tích 1 lít cho em ạ. Chế độ nấu cơm cực kỳ là ngon, lành tính cho em, siêu bền. Đó, khi các anh chị có nhu cầu mua 1 lít thì có thể là chốt em Joji Joshi là việc nấu cho em nhé. Đát hay không 1 lít, cao tần 1 lít,
Em vẫn đang có giá bán là 2 triệu đồng bao ship nhé, 2 triệu đồng bao ship mẫu 02 của buổi video hôm nay. Em xin phép qua mẫu nha. Mẫu 03, em lên cho anh chị một em Mitsubishi tách đường hàng cấp nách không quay đắt 2015. Dòng này thì nấu cơm rất là dễ, cơm ngon cơm các anh chị nhá. Anh chị nào mà thích ăn dòng dẻo mềm cơm thì mình lấy con Mitsu này cho em nhá. Đấy, chế độ nấu cơm thì mọi chức năng đều như nhau, nồi nhật thì nó đa chức năng. Chức năng giống nhau, cơm, xôi, cháo, gạo lứt cho em đều được nhá. Lồng nồi bên trong cho em ạ. Cái sức nhẹ lông mèo lông chuột cho em thôi nhá, không có bị bong chóc anh chị nhá, không bong chóc. Và màu bên ngoài đẹp cho em này. Mâm từ bên trong ok cho em ạ. Doang xanh đẹp cho em anh chị nhá. Doang hai lớp xanh đẹp cho em này. Dòng này có độ bụi phun chương cho cơm này. Cơm dẻo mềm. Khi các anh chị sử dụng sau tắm cơm cả ngày cho em, nó không làm bị khô cơm nhá. Các chị không làm bị khô cơm. Cơm rất là dẻo mềm ngon cơm cho em ạ. Mitsubishi một em tách đường nhá. Mình thích ăn tách đường thì mình nhấn vào chế độ tách đường cho em, còn không thì mình nấu bình thường cho em nhé. Vâng, mẫu 03 em vẫn đang có giá là 1.600.000 đồng em bao ship nhé. 1.600.000 một em Mitsubishi tách đường. Đấy, mẫu này bên giờ bàn ăn rất là sang trọng luôn các anh chị. Đó, nhìn rất là sang trọng. 1.600.000 mẫu 03 em xin phép qua mẫu. Không bốn em lên cho các anh chị một em bana van dài cho em nhá. Một em bana van dài có chế độ phun sương bù ẩm. Đấy, bana van dài thì phun sương bù ẩm, cơm dẻo mềm cho em các anh chị nhá. Lòng bên trong cho em thì cũng có hơi chấm nhẹ đầu kim bản ba cho bác là không dính cơm không bén đầu phần bên ngoài cho em ạ. Xoang dày dặn cho em nhá các anh chị. Mâm từ bên trong ok cho em, xung quanh là in out cho em nha. Nắp vung in out hay mà sáng cho em này. Doang đẹp cho em nhé các chị. Doang rất là dẻo dai, tuy nhiên không còn màu xanh nữa nhưng mà cực kỳ là dẻo dai, bền cho em nhé. Bền cho em ạ. Mẫu 04 mọi em Bana Sonic van dài cho em nhé. Em vừa đang có giá bán cho các bác là bao nhiêu ạ? 1.200.000 đồng em bao ship nhé. 1.200.000 đồng em bao ship mẫu Bana van dài có giá là 1.200.000 đồng bao ship. Em xin phép qua mẫu. Em tiếp cho các anh chị mọi em mẫu Mitsubishi màu trắng tinh khôi cho em nhé, đắt 2018 cho em này. Đó, màu trắng khá là xuất sắc cho em này. Màn hình ẩn cho em nhé, pin ẩn cho em các anh chị nhé. Pin ẩn khi mình cắm điện nó mới lên đồng hồ cho em, mới hiển thị đồng hồ. Con này thì không có chế độ tách đường nhé các anh chị, chỉ là nấu cơm gạo trắng, cơm ngon, gạo lứt thôi. Nấu xôi, nấu cháo nhé. Con này là Mitsubishi bình thường, không có chế độ tách đường nhé. Xoang rất là dày dặn cho em này. Xoang khá là dài, lòng bên trong ok cho em nha. Đó, chỉ có vết thần môi hàng đã qua sử dụng thôi các anh chị nhá. Xoang dài dặn. Mâm từ bên trong ok cho em ạ. Đó, xoang hai lớp, xoang đẹp cho em, nắp vung in nắp hay mặt sáng cho em nha. Một em Mitsubishi, hàng vuông cắp nách không quay cho em này. Đó, anh chị nào ưng mẫu này thì mình chốt luôn và ngay cho em nha. Quá là xuất sắc. Mẫu 05 em đang có giá là 1.300.000 đồng bao ship nha các anh chị. 1.300.000 mẫu em Mitsubishi hàng vuông cắp nách không quai có giá cho các anh chị là 1.300.000 đồng em bao ship ạ. Vâng, em xin phép qua mẫu ạ. Vâng, mẫu 06 em lên cho các anh chị mẫu em Panasonic nha. Mẫu em Panasonic cao tần áp suất 1 bi cho em ạ. Đó, hình thức bên ngoài vỏ dày dặn nha em nhé. À, nhà em thì đã đánh mã số toàn bộ nhé, từ nắp bên trong và trong lồng nồi bên trong. Khi ba bạn chị chốt hàng thì có thể là chụp lại mã số giúp em. Đấy, khi mua hàng thì mình có thể là đúng mẫu đúng mã nhận hàng cho em nhé.
kiểm tra hàng đúng mẫu mã nhận hàng cho em ạ. Xoong dày dặn cho em các anh chị này, xoong rất là dày, một cái lồng nồi phải hơn 1 kg cho em đấy. Mâm từ bên trong ok, áp suất 1 bi xoong đẹp cho em nhé các anh chị, xoong khá là mềm mại, xoong của áp suất thì rất là dày. Vâng, mẫu 06 hôm nay em Phượng đang có giá là 1.300.000 đồng với em Panasonic cho em nhé. 1.300.000 dòng này nấu cơm rất là ngon cơm nhé. Đấy, áp suất thì mình có thể là hầm xương, hầm cháo, kho cá, kho thịt cho em đều ok. 06 1.300.000 em bao ship các anh chị nhé. Em xin phép qua mẫu. Bảy em lên cho các anh chị một em Hitachi này, một em Hitachi dung tích 1 lít cho em này. Đó, con này là Hitachi cổ cho em nhé các anh chị, Hitachi cổ cho em này, khá là xuất sắc, dù đầu đồ cổ này, bác nào hay siêu tầm đồ cổ này. Đó, Hitachi van vát nha các anh chị, con này thì nấu cơm quá là tuyệt vời luôn này, cơm rất là ngon mà nó rất là bền luôn nha em nhé. Đây, chất men quá là xịn sò các bác ơi, chất men cực kỳ là xịn sò cho em nhé. Phần màu bên ngoài quá là đẹp cho em ạ. Xoong dày dặn cho em nha các anh chị. Quá là tuyệt vời. Hàng này là hàng cũ cho em nha. Chất men như thế này này, họ đã qua sử dụng rồi mà không hề một vết phần mùi cho em, thì các anh chị dùng đến bao giờ cho nó bị bong chóc ạ. Đó, có thể là họ dùng rất là ít này, họ chỉ mua về họ trưng bày đấy, để cho nó đẹp thì họ không có dùng. Nên là đồ cổ cũng rất là đẹp này. Phần bên trong mâm từ này bóng nhoáng cho em nhé, không một vết xước. Đây, xoong rất là dày dặn đẹp cho em nhé, xoong khá là xuất sắc. Mẫu em Hitachi cổ cho em ạ. Đó, anh chị nào thích mẫu này thì mình chốt luôn cho em nhé. Kho cho em thì chỉ có một em này là duy nhất thôi. Rồi, mẫu này 07 em đang có giá 2.500.000 đồng bao ship nhé các anh chị. 2.500.000 mẫu em Hitachi cổ. Có giá là 2.500.000 đồng em bao ship ạ. Quá là xuất sắc đẹp ạ. Anh chị ạ, em qua mẫu nha. Em lên cho các anh chị một em Toshiba dung tích 1.8 cho em các anh chị nhá. Con này là Toshiba cao tần hút chân không nha em ạ, dung tích 1.8 cho em nhá. Phần vỏ bên ngoài thì đẹp cho em này. Lồng bên trong cho em các anh chị ơi, siêu đỉnh cho em này. Lồng bên trong lồng gân cho em nhá, có chế độ đảo gạo cho em này, không dính cơm không bén nồi. Xuất sắc các anh chị ạ. Dòng hút chân không thì nấu cơm, dòng hút chân không thì để lau cơm nó không bị thiêu cơm nha em các bác anh chị nhé, không bị thiêu cơm. Mâm từ bên trong ok cho em ạ, xoong khá là đẹp cho em các anh chị nhé, xoong cực kỳ là đẹp cho em ạ. Dòng này là hút chân không nha em các anh chị nhé, hút chân không, cơm thì cực kỳ là dỗi cơm. Ráo cơm dòng tô thì nấu cơm rất là dỗi cơm, ráo cơm cho em nhé. Đấy ạ, siêu đỉnh. Vâng, mẫu 08 em đang có giá là 3.800.000 đồng, dung tích 1.8 lít cao tần hút chân không cho em, dòng Toshiba các anh chị nhé. Đát 2018 cho em ạ. Anh chị nào đang cần mua lít 8 mình chốt con này cho em nhé. Dạ vâng, em xin phép qua mẫu 081 em Toshiba cao tần hút chân không, đát 2018, dung tích 1.8 lít, em xin phép qua mẫu. Không chín em lên cho các anh chị tiếp một em Bana, một em Panasonic đát 2017 cao tần áp suất 1 bi đát 2017 nha các anh chị. 1 lít mình nấu cho em được 1 kg gạo đổ xuống nhá, nhà 4 người ăn là ok. Lồng bên trong cho em sắc sắc nhá, xoong dày dặn cho em anh chị nhá, xoong dày dặn cho em ạ. Mâm từ bên trong ok cho em các anh chị nhá. Đó,
cao tần áp suất 1 bi cho em dùng tiếp 1 lít các anh chị nhá. Giòn rất là mềm này. Tuy nhiên ở bên ngoài thì không có xanh lắm, nhưng mà bên Nhật họ hay nấu gạo lứt có ám màu thôi. Nhà em thì không có, nhà em không có tẩy nhá, không có tẩy giòn, để nguyên giòn. Giòn bên trong khá là dạ vâng, em lên tiếp cho các anh chị một mẫu 09 nhá, một mẫu 09 là thương hiệu Panasonic nhá. Dung tích 1 lít cho em ạ. Lồng bên trong khá là xuất sắc cho em nhá, khá là xuất sắc cho em, đẹp cho em ạ. Mâm từ bên trong ok, con này là áp suất 1 bi cho em nhá các anh chị. Con này là áp suất 1 bi. Rồi mẫu này thì em đang có giá là 1.800.000 đồng, em bao ship các anh chị nhé, 1.800.000 em bao ship ạ. Đó. Vâng, hôm nay thì em lên 9 mã thì nhá. Các anh chị ưng mẫu nào thì chụp lại màn hình giúp em gửi qua Zalo khi chốt hàng. Hoặc là chưa ưng, những mẫu mã nào thì cứ trực tiếp kết bạn qua Zalo với em. Em sẽ chụp mẫu báo giá thêm về những mẫu khác đang có hiện tại kho nhà em ạ. Em Phượng xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác anh chị đã theo dõi hết video của em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại những buổi video tiếp theo ạ.